Vâng, xin được mến chào những người mẫu điệu môn túc cầu của quê hương Đồng Khởi xứ Dừa. Trước mắt của chúng ta sẽ là những hình ảnh đến từ giải bóng đá truyền thống SA Cup năm 2024. Lượt trận ở ngày thi đấu thứ hai, cuộc gặp gỡ giữa Liên Phước Thành và nhà xe Bá Hải FC. Trận đấu đang được phát sóng live stream trực tiếp trên nền tảng truyền thông thể thao fanpage Gon Airplay. Em Hiền cùng với ekip Gon Airplay và ban tổ chức SAHA Cup năm 2024, SAHA Cuphy, SAHA Rotary xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn có một buổi sáng cuối tuần thật nhiều năng lượng. Sắc xanh sẽ là trang phục thi đấu của Liên Phước Thành, đội bóng của chủ tịch Hữu Phước. Và đội bóng này sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Các cầu thủ đến từ nhà xe Bá Hải sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Hiệp đấu đã được bắt đầu. Và thi đấu trang phục sắc vàng. Các cầu thủ đến từ nhà xe Bá Hải với những con người số 16 Chí Hảo, số 22 Chí Thành. Đây là các cầu thủ đến từ nhà xe Bá Hải. Cơ hội đầu tiên đã được tạo ra. Tình huống dứt điểm bằng chân phải. Chéo góc cầu môn khung thành của Liên Phước Thành. Thủ thành số 1 Thành Thông, số 7 Quốc Duy, số 19 Thanh Trì, số 18 Thanh An, cùng với số 11 là An Cò. An Cò là người con của quê hương Chợ Lách, cũng tham gia vào đội hình nhà xe Bá Hải trong mùa giải năm nay. Về phía Liên Phước Thành với những con người thủ thành số 1 Đăng Báo Hồng, số 21 Bảo Đoàn, số 23 Hoàng Tuấn, một đội về chừng của nhà xe Bá Hải, số 8 Chí Thành, số 12 Minh Lúa, số 9 Hiếu Cổ. Ở lượt trận này thì con át chủ bài của Liên Phước Thành là Trung Hiếu đã được góp mặt trong đội hình xuất phát. Chủ tịch Liên Phước Thành muốn giấu bài. Anh Thiếu Cổ cũng là cựu tuyển thủ tỉnh Bến Tre luôn nha mấy bạn. Đây là anh Hiếu. Chúng ta cũng nhớ đến anh Hiếu và anh Thành ở lượt xúc cân não khuôn khổ giải bóng đá YBA trên cúp Liên Phước Thành. Tuy nhiên thì đó cũng là một điều quá bình thường thôi mấy bạn. Cầu thủ thế giới cũng giống như là anh Hiếu và anh Thành thôi. Chí Thành. Những lời nhắc nhở đến từ chủ tịch Hữu Phước. Ở mùa giải này chúng ta có 4 xin lỗi, ở 8 đội bóng chia thành 2 bảng đấu nha các bạn. Ngày hôm qua đã diễn ra các lượt trận đầu tiên thi đấu song song sân số 1 và sân số 2. Điểm đáng chú ý của sân Khang Huy là không nhiều sân bóng ở quê hương Bến Tre có được 2 sân bãi. Đây là một lợi thế. Quốc Thái. Không, đó là Chí Hảo. Nhà xe Bá Hải là đội đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Một tình huống dứt điểm bằng chân phải. Tuy nhiên thì bóng đã đi chệch so với khung thành của Đăng Báo Hồng. Bóng đã chạm vào Thanh Tri đi ra ngoài. Quả đá phạt góc dành cho Liên Phước Thành. Hoàng Tuấn sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Đặng Bảo Hồng. Đặng Bảo Hồng cũng thi đấu trong áo của vợ rào Toàn Nguyễn. Đây là anh Tấn Triều. Chí Thành. Ở lượt trận đầu tiên thì anh Chí Thành đã đá rất tốt nơi vị trí trung vệ. Trong lượt trận này sau khi Hiếu Cổ được tung vào sân thì anh Chí Thành sẽ được đôn lên thi đấu bên lăng cánh phải, cánh trái. Chí Thành.
khu vực giữa sân vẫn đang là điểm nóng. Tuy nhiên nhà xe Bá Hải đang cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn và kéo giãn đội hình của Liên Phước Thành. Quốc Duy cũng đá rất là tốt nơi khu vực giữa sân. Tuy tiền vệ này không có thể hình thật sự vượt trội. Thanh Thi, Chí Thanh đã ghi những bàn thắng quan trọng cho nhà xe Bá Hải ở những lượt đấu trước vào ngày hôm qua. Bảo Đoàn, Nhật Minh quyết định dứt điểm, tuy nhiên thì bóng đã ăn vào bán ngoài. Ẩm lượt trận cùng với ẩm thực phố thì Nhật Minh đã tạo ra không biết bao nhiêu là sóng gió về cầu môn khung thành và đặc biệt là trung vệ Minh Trí Hoạch. Chí Thanh, không, đó là đường chuyền dành cho Chí Hảo, đây mới là Chí Thanh. Hiếu Cổ đã bao hồng. Tấn Triều, Thanh Tri, lực lượng của nhà xe Bá Hải và Liên Phước Thành tương đối đồng đều với nhau. Không phải chỉ hai đội bóng này mà tất cả 8 đội bóng đều được ban tổ chức xem xét về lực lượng tham gia đảm bảo tính cân bằng và hấp dẫn cho giải đấu Sa Hà Cup năm 2024. Tấn Triều chưa được. Việc nhà xe Bá Hải đang giữ cự ly tốt và chặt chẽ khiến cho Liên Phước Thành chưa thể triển khai được lối chơi của mình trong thời gian đầu của hiệp 1. Quả đá phạt góc dành cho Quốc Duy. Ban tổ chức Sa Hà Cup, Sa Hà Rotary đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Ba. Anchor sẽ là người tỏ sáng trong trận đấu với Liên Phước Thành. Một cú đá bóng đi như kẻ chỉ hạ gục được thủ môn Đăng Bảo Hồng. 1-0 dành cho nhà xe Bá Hải FC. Anchor là người ghi bàn. Lần này thì không có gì nguy hiểm cho Đăng Bảo Hồng. Tình huống dứt điểm tiếp theo, pha dứt điểm bằng chân trái đến từ Tấn Triều, bóng đã đi hơi cao. Các bạn cùng theo dõi lại pha ghi bàn của Anchor. Pha dứt điểm bằng chân trái. 1-0 cho nhà xe Bá Hải. Tiếp tục là cơ hội dành cho đội quả vàng. Đưa bóng vào trong. Chí Thanh chưa thể vượt qua được Tấn Triều. Tấn Triều đã thu hồi bóng một cách khôn ngoan. Chí Thanh, Anchor đã băng lên. Quốc Duy, Thanh An. Ở lượt trận này Thanh An đã cùng sát cánh với người anh em Thanh Tri. Rất nhanh, Chí Hảo, Trung Vĩnh và Quốc Duy là bộ ba đã giúp cho nhà xe Bá Hải có được những điểm số cần thiết ở những lượt đấu trước. Anchor chuyển cánh dành cho Thanh Tri, rất chính xác. Thành đi, Bảo Đoàn, Chí Hảo, Nhất Thanh nguy hiểm quá. Cú đá đầu tiên đã chạm vào Đăng Bảo Hồng. Tình huống dứt điểm không thật sự đủ lực. Bảo Đoàn là người tạo ra áp lực khiến cho Chí Thanh chưa thể tung ra một cú đá như ý của mình. Tuy nhiên thì đó cũng sẽ là một quả đá phạt góc. Chí Thanh rất nguy hiểm. Quốc Duy, thủ môn Thành Thông, Thành Tri, Quốc Duy. Xin cảm ơn anh Hoàng Công đến từ dịch vụ du lịch Hoàng Công Bát Tri. Chưa thể có một cú đá tiếp theo. Mỗi khi Chí Thành có bóng lập tức các hậu vệ của Liên Phước Thành đã băng vào khép lại góc sút. Hoàng Thái, Quốc Thái, Thành Tri. Chí Hảo, Hiếu Cổ là người theo sát Chí Hảo. Thanh An, xin chào Chí Cường. Anchor,
Thành An. Thành An quyết định đột phá. Chưa được, bóng đã chạm vào Bảo Đoàn đi ra ngoài. Ở trong lượt đấu này Bảo Đoàn phải tập trung thi đấu bên lan cánh, sẽ ít có cơ hội dâng cao và trồng biên như là những lượt đấu trước khi đối đầu với Bảo Đoàn là Thanh An. Lỗi thuộc về nhà xe Bá Hải. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về nhà xe Bá Hải FC trước đối thủ Liên Phước Thành. Khuôn khổ vòng đấu bảng giải bóng đá Nam truyền thống Saha Cup năm 2024. Mùa giải này được diễn ra vào 3 ngày 12, 13, 14 tháng Giêng năm 2024 tại sân cỏ nhân tạo Khang Huy, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Bảo Đoàn. Xét về độ tuổi trung bình thì nhà xe Bá Hải FC có phần là trẻ tuổi hơn. Liên Phước Thành là một sự pha trộn giữa một thế hệ dày dặn và lứa tuổi tài năng. Các cầu thủ trẻ như là Bảo Đoàn, Minh Lúa đang đồng hành cùng với những người đàn anh Chí Thanh, Tấn Triều và Hiếu Cổ. Thành Thông, Thanh Tri. Bây giờ đến lượt Liên Phước Thành chơi pressing. Thanh An, Chí Thanh, không, đó là Chí Hảo. Lần này lỗi thuộc về Liên Phước Thành, Chí Hảo là người bị phạm lỗi. Cách biệt vẫn đang là một bàn. Sau trận đấu này sẽ là trận đấu của các anh em đến từ Quốc Đạt Yến FC. Không, sau trận đấu này Quốc Đạt Yến tiếp tục theo dõi mấy bạn. Thanh Tri. Nhật Bình. Xin cung cấp thông tin thêm cho quý vị. Ở trong lượt đấu buổi sáng thì Quốc Đạt Yến sẽ làm khán giả nha các bạn. Và có được 3 điểm. Hay không bằng hơn các bạn ơi. Pháo lên cho Thành Thông. Đang báo hồng. Sau trận đấu này sẽ là sự trở lại của đội chủ nhà Saha Cup. Các bạn nhớ cổ vũ và ủng hộ cho các cầu thủ của Saha nha. Saha Rotary và Saha Cup. Hiếu Cổ. Tấn Triều. Được chuyền hơi đòn. 2-0 dành cho nhà xe Bảo Hải. Chí Hảo là người ghi bàn. Lần này lỗi thuộc về hàng phòng ngự của Liên Phước Thành. Trong tình huống vừa rồi do các cầu thủ nhà xe Bá Hải đã pressing tầm cao khiến cho hậu vệ của Liên Phước Thành không thể phối hợp. Trong tình huống vừa rồi chúng ta có thể phá bóng an toàn mấy bạn, tránh việc gây nguy hiểm cho thủ môn của đội nhà Bảo Đoàn. Hoàng Tuấn, Chi Thanh, Bảo Đoàn. Cú đá khá nguy hiểm của Tấn Triều. Đây đã là pha dứt điểm thứ hai của anh Triều. Anh Triều thi đấu trong ảo của sắt thép Lê Thâm. Sắt thép Lê Thâm ở giải bóng đá YBA trên cúp Liên Phước Thành vừa rồi. Thanh Tri là người đang bị đau. Ngô Thanh Tri. Sau đó thì Thanh Tri đã tiếp tục thi đấu trở lại rồi các bạn. Chúng ta cũng đã biết đến Thanh Tri và Thanh An tại sân Hải Đăng, quê hương Ba Vác. Thành Thông bắt dính bóng luôn mấy bạn. Chí Hảo, Thanh An. Quốc Duy.
Thế trận như thế này chỉ có thể tung anh Phương cai vô mới giúp cho Lê Phước Thành thay chuyển được các bạn. Hôm nay thì anh Phương anh có vụ hỗ trợ cho ban tổ chức tại sân số 1. Hôm qua anh Phương và anh Hoài đã hỗ trợ tại sân số 1 và sân số 2. Cảm ơn hai anh rất là nhiều. Hoàng Tuấn phối hợp cùng với Dương Minh. Thanh Tri là người cắt bóng. Thanh Tri đã không còn xa lạ vì gì với Minh Lúa. Lối chơi và cách di chuyển của Dương Minh. Điều này cũng giúp cho Thanh Tri đang làm giảm đi sự nguy hiểm trên hàng tấn công của Liên Phước Thành. Tấn Triều, Thanh Tri, Hiếu Cổ, Quốc Duy, Nhật Bình. Nhật Bình đối đầu cùng với Thanh An. Nhật Bình rất khỏe, bóng đã chạm vào chân của Thanh Tri. Với cách biệt đang là hai bàn thì bây giờ nhà xe Bá Hải buộc phải lùi về phòng ngự và bảo vệ thành quả của mình. Liên Phước Thành được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch Sa Hà Cup năm 2024. Chí Thành. Thành Thông bắt rất chắc chắn kể từ ngày hôm qua cho tới bây giờ. Quốc Duy. Ở mùa giải Sa Hà Cup năm 2024 lần này thì sau mỗi trận đấu ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm trúng thưởng và có những phần quà đến từ nhà tài trợ Sa Hà Cup Phi cho các vị khán giả may mắn. Đồng thời cũng có những phần quà cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của mỗi trận đấu luôn nha mấy bạn. Rất là tuyệt vời. An Co, Quốc Duy. Những đóng góp của chúng ta đều sẽ được ghi nhận. Các bạn nhớ có những bức hình thật đẹp chích in tại sân ủng hộ cho ban tổ chức Sa Hà Cup Phi, Sa Hà Rotary. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để chúng ta có thêm nhiều giải đấu tiếp theo trong năm 2024. Quốc Duy, Chí Thành. Còn là Chí Thành. Chờ đợi các bạn. Chí Thành muốn phối hợp với Chí Hảo. Hiểu Cổ. An Co đã bắt bay. Trung Hiếu. Trọng tài xác định một quả đá biên. Quốc Duy tiếp bước mặt. Tuy nhiên bóng đã chạm tay của bạn Duy. Hiếu Cổ, Nhật Bình. Lỗi thuộc về Thanh Tri. Thanh Tri rất khôn ngoan các bạn. Chủ động gây áp lực cho Nhật Minh ngay từ phía ngoài khu vực cấm địa. Giảm đi sức ép về cầu môn khung của Thành Thông. Vâng, sẽ là một quả đá phạt đền. Tình huống phạm lỗi của Thanh Tri trong vòng cấm địa các bạn ơi. Cơ hội rút ngắn tỷ số cho Liên Phước Thành. Thành Thông và Nhật Minh. Vào 1-2. Minh Lố đã chiến thắng được Thành Thông. Rút ngắn tỷ số một bàn cho Liên Phước Thành. Các bạn cùng theo dõi lại tình huống dứt điểm bằng chân phải. Tuy Thành Thông đã phán đoán đúng hướng nhưng mà cú đá với lực tốt. 1-2 cho Liên Phước Thành. Các bạn chỉ còn một bàn các bạn. Nhà xe Bá Hải FC là đội đã bắt nhịp trận đấu sớm hơn và cũng đã ghi được hai bàn thắng. Chí Thành là người lập công. Đây là Nhật Minh. Nhật Minh vừa mới rút ngắn tỷ số còn một bàn. Và dứt điểm lần này bằng chân phải không thật sự tốt của Nhật Minh. Nhật Minh đang được sự chăm sóc khá kỹ lưỡng của Thanh Tri. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Chí Hảo, Chí Thành. Không được. Người theo sát Chí Thành là Tấn Triều. Thành Thông. An Co. Cú đá khá căng của An Co.
Bạn An tuy thể hình roi roi nhưng mà lực chân rất là tốt nha mấy bạn. Đừng có để bề ngoài của An cò đánh lừa mấy bạn. Đằng Bảo Hồng. Quốc Duy. Chí Hậu. Quốc Duy. Không. Chí Thanh và Hiền Vân đã có bàn thắng thứ ba dành cho các cầu thủ đến từ nhà xe Ba FC. Chí Thanh lại tiếp tục ghi bàn. Cảnh biệt sẽ được tiếp tục nới rộng thành hai bàn. 3-1. Nhà xe Bá Hải đang thi đấu rất khó chịu. Đá đầu. Cú đánh đầu của Tấn Triều vừa rồi cũng sẽ là tình huống cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Chúng ta cùng gặp lại nhau vài phút.
Hiệp 2 giữa Liên Phước Thành và nhà xe Bá Hải FC khuôn khổ giải bóng đá Saha Cup năm 2024 đã được bắt đầu. Sau khi hiệp 1 kết thúc thì nhà xe Bá Hải vẫn đang có cách biệt 2 bàn với tỷ số là 3-1 trước đối thủ Liên Phước Thành. Những cái tên đáng nhắc đến trong hiệp đấu vừa rồi đó là Chí Hảo Chí Thanh và thủ môn Thành Thông. Đã có lời nhắn nhủ của khán giả đến từ quê hương Chả Lách là Thành Thông, bắt xong nhớ về tưới hoa nha Thông ơi. Thành Thông, Đồng Quân đã được bổ sung trong hiệp đấu thứ hai. Không được. Và trận bóng vừa rồi là hơi thiếu cảm giác của Hoàng Nam. Xin cảm ơn Hoàng Công, Minh Tâm, anh Su Su, anh Quốc Bảo, Phi Lê, Duy Lê pha nhỏ. Anh Su Su đã có lời cổ vũ dành cho Chí Thanh. An Co. Hoàng Nam. Nhật Bình, Tấn Triều. Theo sát Tấn Triều là Phú Quý. Phú Quý đã được tung vào sân trong đấu thứ hai. Ở trong hiệp đấu này thì Chí Hảo và Chí Thanh đã được rút cho ra nghỉ. Lợi Thuận và Phú Quý là hai cầu thủ được vào thay. Đây là một trong những sự điều chỉnh về nhân sự phía đội hình của chủ tịch Hữu Phước. Liên Phước Thành cũng đã có hai sự thay đổi như là Hoài Nam, Trấn Bé Đầu và Đông Quân. Chí Thành sẽ được bỏ vào thi đấu ở vị trí trung vệ, giống như là lượt trận đấu ra quân. Quốc Duy, Quốc Duy đã khá hay nơi khu vực tiền vệ trung tâm các bạn, không hề có lỗi. Đồng Quân đường trả về cho Tấn Triều. Chưa được. Lợi Thuận. Bóng đã chạm vào một chiếc áo xanh trước khi đi ra ngoài. Nỗ lực của Thanh An. Người thể xác Thanh An là Trấn Bé Đồ, Hoa Nam, Chí Thành. Thành Thông sẽ cản phá chiều qua phần gốc. Đây là những hình ảnh đến từ hiệp thi đấu thứ hai lượt trận đấu vòng bảng khuôn khổ giải bóng đá Saha Cup năm 2024. Đây là lượt trận ở bảng B. Ở bảng đấu này ngoài Liên Phước Thành và nhà xe Bá Hải còn có Ẩm Thực Phố và Phù Sa Len. Bảng A có sự góp mặt của đội chủ nhà Saha Cup Phi, Yến Quốc Đạt, Hải Sito và Toyota Bến Tre. 8 đội bóng sẽ cùng thi đấu với nhau trong 3 ngày 12, 13 và 14 tháng Giêng năm 2024. Nhật Bình, Thành Thông đã đổ người chính xác. Thành Thông bắt quá hay ở mùa giải này. Xin cảm ơn Quốc Đạt Đạt Trâu. Tạt đầu chưa có bàn thắng tiếp theo. Tấn Triều đã có hơn 4 cơ hội tính luôn cái một vừa rồi. Phú Quý, Chí Thành, Thanh An khá bình tĩnh. Thanh An đã vượt qua được một hậu vệ. Tiếp tục là một chiếc áo xanh. Thanh An không được. Đường truyền hơi sửa lưng của người đồng đội Lợi Thuận. Phú Quý, Đồng Quân, Tấn Triều. Ở trong lượt trận đấu vào ngày hôm qua thì Đồng Quân đã chịu một sức ép không hề nhỏ. Thủ thành là Chí Viễn đã vào thay cho Đa Bá Hồng trong hiệp đấu này. Chủ tịch Hữu Phước cũng muốn tất cả các cầu thủ của mình sẽ được thi đấu đồng đều trong mùa giải năm nay. Đây là một quyết định hợp tình hợp lý. Hoài Nam, tổ đấu của anh Phước cũng rất là chất lượng so với mặt bằng chung của giải đấu Saha Cup. Nhật Bình hôm nay cũng có anh Đặng Trường Giang, anh Hoài Linh Phước Tứ đến cổ vũ và hỗ trợ cho Liên Phước Thành. Thành Thông,
Chí Thành, anh Trường Giang nên like tấm hình mà em Hiền đã đăng tải trên trang fanpage Facebook cá nhân Tâm Hiền của em, để tấm hình của anh Trường Giang đầu tiên đó bạn. Anh Trường Giang xi măng Đồng Quân. Vẫn là Đồng Quân. Tấn Triều. Ở trong thời gian của hiệp đấu thứ hai này, nhà xe Bá Hải đang chủ động phòng ngự nhiều hơn khi đã rút Chí Thành. Vâng, vậy là sẽ đã có bàn thắng tiếp theo. Bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Liên Phước Thành. Người vừa ghi bàn là Quốc Thái các bạn ơi. Tia hy vọng sẽ được thắp lên cho anh Hữu Phước cùng với những người đồng đội của mình trong bảo Liên Phước Thành. 2-3. Lợi Thuận, các bạn cùng theo dõi lại pha ghi bàn vừa rồi của Quốc Thái. Đây là Quốc Duy, Quốc Duy đối đầu cùng với Nhật Minh, không hề có lỗi. Quốc Thái. Bóng đi ra khỏi sân. Nhà tài trợ chính cho giải đấu hôm nay đó là Saha Rotary, Saha Coffee. Các bạn nhớ like và theo dõi trang fanpage của ban tổ chức Saha Rotary, Saha Coffee. Ngô Thanh Tri. Tấn Triều. Chí Viễn. Chí Thành. Xin cảm ơn anh Đinh Xuân Hồng. Quốc Đạt thì có vũ cho anh Dương Trung Hiếu. Nay tròn trẻ thấy cân lắm. Thành Thông. Tỷ số đang là 3-2, nghiêng về nhà xe Bá Hải trước đối thủ Liên Phước Thành. Trong trận đấu này thì nhà xe Bá Hải đang có được thế trận tốt hơn. Liên Phước Thành không phải là không có được thế trận như là nhà xe Bá Hải. Tuy nhiên đội bóng này chưa tận dụng triệt để lắm các cơ hội của mình nha mấy bạn. Xét về số cơ hội có thể là Liên Phước Thành sẽ nhỉnh hơn một tí. Đội hình nhà xe Bá Hải không đẩy lên quá cao. Ngô Thanh Tri. Nhà xe Bá Hải đã đánh giá đối thủ của mình rất là mạnh. Liên Phước Thành cũng đúng với thực tế thôi bạn. Trận đấu của Liên Phước Thành, những cái tên đáng chú ý như là Dương Trung Hiếu, Hiếu Cổ, Chí Thanh, Tấn Triều, Nhật Minh, Thủ Thành, Chí Diễn và một dàn ngôi sao trẻ luôn các bạn. Lợi Thuận, Chí Diễn không hề khó khăn cho thủ môn của Liên Phước Thành. Quốc Thái. Đồng Quân. Quý vị khán giả và các bạn đến theo dõi nhớ đến gặp anh Bá Đạt để nhận các phiếu may mắn và chúng ta có cơ hội trúng thưởng trong phần bốc thăm trúng thưởng sau mỗi trận đấu nha các bạn. Nhớ gặp anh Bá Đạt, ban tổ chức. Cú đá lần này của Đồng Quân là không đi quá xa vị trí của Thành Thông. An Co. Hôm nay không biết có người đặc biệt hải sản của An Co chủ vừa hải sản có vũ cho An hay không. Tấn Triều. Chí Thành. Thành An. Chí Diễn. Sóng gió đã trôi qua, lỗi lần này thuộc về cầu thủ của nhà xe Bá Hải. Người bị phạm lỗi là anh Chí Thành. Anh Chí Thành không xuất hiện đúng lúc này. Có thể Liên Phước Thành nhận thêm một bàn là rất khó xây mà trở mình trong thời gian còn lại nha các bạn. Xin cảm ơn anh Tâm Nguyễn. Cảm ơn Hoàng Thái Đầu Nành, Đinh Xuân Hồng.
Anh Tâm đã có lời nhắn là hai con gà nồi đá hầm xả đang đợi, và bốn thùng bia nữa nha mấy anh em. Cảm ơn anh Tâm. Nhật Bình, ở trong mùa giải này thì khán giả thường xuyên gây mất tập trung cho các cầu thủ của mình các bạn. Tuy nhiên đó cũng sẽ làm những niềm động lực cho các cầu thủ thi đấu bớt mệt thôi mấy bạn. Quật Thải, tỷ số đang là 3-2, lượt trận giữa Liên Phước Thành và nhà xe Bá Hải khuôn khổ giải bóng đá truyền thống Cúp Sa Ha mở rộng lần thứ nhất. Chân bé đồ Đồng Quân, chân bé đồ Hoài Nam, Quốc Duy, Thanh An. Thanh An chưa phối hợp với An Cò. An Cò đứng chờ từ hồi nãy giờ các bạn. Thanh An Lợi Thuận, Hoài Nam là người lùi về. Quốc Duy, Quốc Duy đỡ đầu cùng với Tấn Triều. Thanh Tri, tổ đấu của nhà xe Bá Hải di chuyển rất là đều, cũng gây nhiều khó khăn cho Liên Phước Thành. Tuổi đời chung của các bạn nhà xe Bá Hải còn rất trẻ. An Cò, cú đá chìm khá nguy hiểm của An Cò. Trong hiệp 1 thì An Cò đã dứt điểm chéo góc nha các bạn. Thế trận hiện tại thì Hữu Phúc và Trung Vĩnh sẽ là hai cầu thủ được tung vào sân. Trung Vĩnh, Chí Thanh, Chí Hảo là những cầu thủ đáng chú ý phía nhà xe Bá Hải trong mùa giải năm nay. Đông Quân, Đông Quân chưa có bàn thắng dành cho Quốc Thái. Đường chuyền sáng của Đông Quân. Thành Trì, Thành Trì đang là thủ lĩnh hàng phòng ngự của các cầu thủ đến từ nhà xe Bá Hải trong lượt đấu này. Đường chuyền hướng đến vị trí của Hữu Phúc. Tấn Triều là người cắt bóng. Trong thời gian còn lại, thể lực sẽ là một điều đáng quan tâm khi mà độ tuổi trung bình của nhà xe Bá Hải còn rất là trẻ. Đội bóng này chưa thấy có dấu hiệu bị suy giảm về thế lực. Thanh Tri, nắng đang dần lên cao. Trung Vĩnh, chúng ta có thể chia sẻ cho một số đội bóng không có thể lực đảm bảo ở một số vị trí nha các bạn. Mai Nam không phải là chuyên môn về bóng đá, với những lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ở trong mùa giải này có 8 đội bóng mà tham gia và chia thành hai bảng đấu. Trung Vĩnh, đây là lượt trận ở bảng B. Ở bảng A chúng ta có đội chủ nhà Saha Cup Phi, Toyota Bến Tre, Hải Sito và Quá Đặc Yến. Bảng B có Liên Phước Thành, nhà xe Bá Hải, Ẩm Thực Phố và Phù Sa Land. Ở bảng A thì Hải Sito và Yến Quốc Đạt đang là hai ứng cử viên nặng ký cho lượt đấu đốc ao. Chí Viễn đã ôm gọi được trái bóng. Ở bảng B thì là cuộc cạnh tranh giữa ba đội bóng Ẩm Thực Phố, nhà xe Bá Hải và Liên Phước Thành. Có thể đưa bóng vào trong hay không? Tỷ số 3-2 vẫn chưa thể xác định được kết quả đâu các bạn. Cái bị đa đa là một bàn. Đây đã là cơ hội thứ hai chỉ trong ít phút vừa qua. Hoài Nam lần này là người đã bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc. Trước đó thì người đã bỏ qua cơ hội là Quốc Thái. Đường chuyền đến từ Hoàng Tuấn rất hay.
Đây đã là hiệp thi đấu thứ hai. Tỷ số đang là 3-2 nghiêng về nhà xe Bá Hải. Thanh An giữ bóng hơi lâu. Đây sẽ là cơ hội. Chưa được. Hữu Phúc đã kịp thời giải nguy, nếu không thì chân sút của Liên Phước Thành sẽ có cơ hội đối đầu với Thành Thông. Chí Viễn. Hoài Nam. Chí Thành. Xin cảm ơn Hà Đức Trọng. Hà Đức Trọng đã có vũ cho nhà xe Bá Hải và anh Thanh Tri. Độc Quân. Vẫn còn Thanh Tri. Khá nguy hiểm. Hữu Phúc. Lại Thuận. Cơ hội đã trôi qua. Tên Hưng. Và dứt điểm của Khánh Khánh. Xin cảm ơn Duy Thành. Trận đấu đang được phát sóng live stream trực tiếp trên nền tảng truyền thông thể thao Fanpage Gon Airplay. Phú Quý. Chí Viễn. Chưa được. Mặt sân cũng hơi trơn các bạn. Thanh An. Điểm đáng chú ý trong lượt đấu ngày thứ hai thì chỉ có một mình Quốc Đạt Yến sẽ có được 3 điểm một cách nhẹ nhàng các bạn. Hay không bằng hên. Thanh An. Chí Thành. Đồng Quân. Cơ hội đã trôi qua. Hữu Phúc. Thanh An. Với thế trận như thế này thì Chí Thanh cũng sẽ tiếp tục được nghỉ ngơi. Không vào, đã chưa có một đường chuyền căng ngang vào trong đến từ Lợi Thuận. Người di chuyển nơi vị trí công 2 là Phú Quý. Tuy nhiên thì cách biệt vẫn đang là một bàn, nghiêng về nhà xe Bá Hải. Tổ đấu của nhà xe Bá Hải còn rất trẻ nhưng mà các em đang thi đấu khá tự tin và có thể nói là đã hiệu quả. Khánh Khánh. Trần Bê Đô. Vẫn là Trần Bê Đô. Thành Thông đã kịp thời đón được đường ca ngang vừa rồi. Khả năng bắt bài tốt giống như là thủ thành Quỳnh Chí Cường. Thành Tri. Thành An. Thành Thông. Trung Vĩnh. Trung Vĩnh và Chí Thanh cùng với Chí Hảo phối hợp khá nghỉ với nhau. Ở lượt đấu này thì ba anh em đã luân phiên thi đấu. Chí Hảo và Chí Thanh thi đấu trời 1, Trung Vĩnh thi đấu trời 2. Thanh Tri. Khá nhịp nhàng Thanh An. Nhà xe Bá Hải vẫn đang là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt trong cả hai đấu. Đội bóng này không chơi đôi công mà chỉ chuyển trạng thái bất ngờ. Đặc biệt là trong trận đấu thứ nhất đã có những lúc khiến cho hàng phòng ngự của Liên Phước Thành không kịp trả tay. Tấn Triều. Tình huống dưới điểm chưa đủ lực của Tấn Triều.
sau khi Trung Hiếu rời sân thì sự tự tin của Liên Phước Thành cũng đã bị giảm và 3-2 cũng sẽ là tỷ số cuối cùng của lượt đấu này. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào trận đấu tiếp theo.